Trước khi mà đổ bánh bèo chén á ngàn, là mình phải để chén ở trong cái khuôn cho nó nóng nữa. Thì mình đổ chén, đổ bánh bèo thì nó mới có cái sấy của bánh bèo nha. Bây giờ cái chén nóng rồi, bây giờ mình đổ bánh bèo. Chén nó đang nóng, bây giờ bắt đầu mình đổ bánh bèo vô. Thì cái bánh bèo mình nó sẽ có sấy ngon. Bánh bèo này là bánh bèo miền Trung. Mình đổ vô cái cam, mình đổ cho nó khỏe. Nhiều bạn lấy cái giá đổ cái, nó đổ tùm lum hết mà nó không có gọn gàng. Rồi đậy lại khoảng 8 phút là lấy ra bánh bèo ngon. Và bây giờ sau 8 phút á, mình mở ra. Đó, các bạn thấy bánh nó sấy không? Sấy mà đẹp. Đó. Do nóng cái khuôn á, nó mới sấy được cái bánh như vậy. Mình để nguội nó sẽ sấy ngon lắm. Và đây, tèn tèn tèn, mai ly đã xong. Và ăn với cái nhân, nhân còn nóng, nó hơi lỏng một chút, nhưng mà chút xíu nữa là nó sẽ nguội, là nó sẽ đặc. Ăn xong rồi mình uống một ly cà phê cái nồi, ngồi trên cái cốc. Đó, hấp dẫn không? Chúc các bạn vui.